cho người nó cắn cắn như là một con ăn vậy à. Đâu có được phải đi vào buổi đâu, đi vào buổi rồi. Còn nếu mà vung điện là đâu có thua hàng, không có thiếu. Bỏ hàng ra. Buổi lâu đó, mấy tiếng, 40 tiếng. Rồi quý bà con nào cái thắp nhang em cháu mình ra phía trước. Chỗ nào? Phía trước đường đó đó, có bàn thờ của nó để trước đó. Còn gì không? Gì đâu bác? Còn gì hết không? Còn gì nghe em đó hết. Còn gì nữa không? Đâu hết. Không chưa? Còn gì nữa không? Không à. Không là giao cho em hết. Mình đang đụng. Giao cho em hết á. Đúng em. Cái xe hồi nãy để bên xe giỏ này vậy. Nãy là anh chị đó. Rồi biết rồi. Không có liên quan cái này chuyện nào phải chùi thì chùi. Không có liên quan không đâu. Đấy giờ ta nói sao nó. Đốc hơn người bình thường anh như vậy. Không đi coi không đi à.
ăn chạy xuống thì ăn ngoài xe đấy với mà chai nước mà hai chai nước rồi. Đây nè cái lốc nước kế bên đây nè sang đao đó kìa. Sang đao kế nè có lốc nước đó con kia đó dọc thấy à. Quay cái máy không? Ông để đi, ông để đi. Sơn cho tôi thằng quỷ đó là đăng ký thằng nào thằng chơi hòm đúng không? Ừ. Tôi cũng làm ăn cái này được đại vì nó là nó phải bao chọn gói mà con có làm ăn thì cũng phải mua cho anh Sơn vậy. Tại vì mình tốt này là phải có thank you.
con xem cũng mất rồi. Bây giờ tới 4 tiếng rồi mình mới lấy con được nha. 4 tiếng. Ok, bây giờ cô bác anh em gì em nào ở xa vậy đó, nếu không có khả năng đợi được thì cứ về. À, thứ nhất, thứ hai nếu mà về trong cái khả năng mình ấy thì mình canh lại khoảng 4 tiếng nữa mình về trở lại. Nhà cô. Rồi đây mình lấy con. Bạn mẹ con đi. Em đợi thằng Liêm đó em qua trái cây qua đây cúng cái. Cúng cái đúng ra là cái này của ông già ông nó không có đem mấy thì không cứ đâu đâu, cứ 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 đâu, làm gì hả? Con ở đây này, anh quay ra sướng đi, quay cho đẹp này. Đi ra sướng này, quay cho đẹp. Biết. Gọi cho lấy nó ở trong phố. Đó có á. Chắc chạy coi chút. Đây chút vậy tới hết chứ. Đây chết rồi còn thiêu đốt rồi. Mấy thầy sơn, mấy thầy trang trí Tết. Xa rồi cổng luôn vậy đó.